Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Giải hội tụ nhiệt đới nối với một vùng xoáy thấp nằm trên khu vực giữa Biển Đông đang là hình thế chính chi phối thời tiết hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và cả Nam của Biển Đông. Dự báo giải hội tụ nhiệt đới này có xu hướng nâng trục lên phía Bắc. Vì thế không chỉ khu vực giữa của Biển Đông, nơi trục của giải hội tụ đi qua có mưa rông, mà ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa trong đêm nay và ngày mai cũng sẽ có mưa rào và rông. Và còn đang tồn tại một vùng xoáy thấp có khả năng mạnh lên thành vùng áp thấp, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa của Biển Đông. Đó là diễn biến thời tiết ở khu vực Bắc và giữa của Biển Đông. Còn với khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa nằm ở rìa phía Nam của giải hội tụ nhiệt đới này, với trường gió Tây Nam vẫn mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cho đến cấp 8. Sóng biển ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa còn tiếp tục cao trên 2 mét, biển động. Đến với các tuyến hải trình ra vào đảo, giải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc cũng sẽ có những ảnh hưởng đến thời tiết ở các vùng biển ven bờ. Tại Vịnh Bắc Bộ, đêm nay, chiều tối mai sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam đến Nam tạo ra vùng gió xoáy ở Vịnh Bắc Bộ. Tàu thuyền hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ và nhất là trên tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ cần hết sức lưu ý. Giải hội tụ nhiệt đới không chỉ làm thay đổi tình hình thời tiết ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, mà nó cũng làm thời tiết ở khu vực biển miền Trung chuyển xấu hơn. Như ở khu vực biển từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, gió chuyển từ hướng Tây Nam đến Nam cấp 3 đến cấp 4. Trong đêm nay và ngày mai sẽ tăng dần lên mức cấp 4 đến cấp 5. Trong các ngày mùng 7 đến mùng 8 tháng 6, gia tăng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật, ảnh hưởng tới các hoạt động của tàu thuyền trên khu vực biển miền Trung, cũng như với tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn. Bản tin thời tiết biển hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.